Thưa cô bác, thưa bà con, chăm sóc cây chanh đào sạch theo hướng hữu cơ hiện đang là cách làm được nhiều nhà vườn áp dụng. Không chỉ giúp cho cây chanh, cho sản phẩm sạch, không có dư lượng thuốc kích thích hay là bảo vệ thực vật, chanh còn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn. Chăm sóc cây chanh cho sản phẩm sạch, giảm chi phí sẽ được làm như thế nào? Bây giờ chúng tôi xin mời cô bác, mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Gần một tháng nữa, những cây chanh này sẽ chín rộ. Tuy nhiên, giai đoạn này quả thường bị sâu bệnh gây hại. Anh Trần Xuân Đông ở Chương Mỹ, Hà Nội đã sử dụng dung dịch chiết xuất từ hoa quả và tỏi, ớt để phun phòng bệnh cho cây. Đây là cách mà anh Đông đã áp dụng từ 3 năm nay. Theo anh, với biện pháp này, quả vẫn đảm bảo được dinh dưỡng, đồng thời cho mẫu mã đẹp, năng suất cao. Ở đây thì mình sử dụng cái thuốc tỏi và chế biến với ớt, gừng để phun phòng bệnh và phân hữu cơ bón lá làm loại trong loại phân mà không độc. Phân hữu cơ bón lá thì được chiết xuất từ các cái loại men vi khuẩn, từ men bia và các cái thảo dược ví dụ như là long não, tỏi, rồi gừng, sả, nhu hương thì tạo cho cái sản phẩm phân hữu cơ ấy, nó rất là thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nó không có những cái biến đổi gen làm đặc biệt. Và những cái tàng dư hóa chất nặng về kim loại làm ảnh hưởng sức khỏe người lao động. Giai đoạn cây có quả, có thể phun từ 1 tới 2 lần một tháng để cây cho quả đẹp. Tuyệt đối không sử dụng kích thích để tránh tồn dư chất gây hại cho người tiêu dùng. Ngoài ra, để cây chanh đủ sức nuôi quả, anh Đông sử dụng phân gà đã ủ với các chế phẩm sinh học để bón cho cây. Theo anh Đông, phân gà có chứa nhiều đạm, giúp đất tơi xốp, thuận lợi cung cấp dưỡng chất cho cây. Chế phẩm sinh học có tác dụng phòng nấm vi khuẩn gây hại tấn công bộ rễ. Là đối với cả cái chanh mình sản xuất theo phương pháp hữu cơ ấy, thì ngay từ ban đầu ấy, mình phải có cái lượng phân mình ủ theo phương pháp hữu cơ. Sau khoảng thời gian độ 3 tháng thì mình bắt đầu bón phân cho cây. Mỗi năm là mình bón 2 lần. Mỗi cây chanh đào 3 năm tuổi sẽ được anh Đông bón từ 20 tới 40 kg phân gà đã ủ hoài cùng với chế phẩm sinh học. Lượng phân bón và cách bón phụ thuộc vào năng suất cho quả của cây và sự phát triển của bộ tán. Đối với những cây bé, tán nhỏ, anh Đông bón cho cây làm nhiều lần, mỗi lần từ 5 tới 7 kg. Với cách bón này, cây sinh trưởng tốt, nuôi quả to, đẹp, đất tơi xốp, nấm bệnh trong đất bị hạn chế và tiêu diệt. Một kinh nghiệm trong quá trình sử dụng phân gà là nên để hở tránh ủ đất, bởi phân gà nóng sinh nhiệt khi lấp đất, nhiệt độ nóng sẽ làm hỏng rễ cây. Cùng với việc bón phân, ngay khi cây bắt đầu nuôi quả, anh Đông sẽ cắt tỉa bớt cành. Đối với cái giai đoạn mà đang có quả, thì bà con nên cắt tỉa những cái cành sát quả, tránh để cho gai cắm vào quả làm nấm bệnh rồi là ảnh hưởng đến chất lượng của quả. Còn tỉa những cái cành ngọn để cho cành xòe ra nhiều tán và sau này năng suất nó sẽ cao lên. Trong quá trình cắt tỉa, bà con nên cắt tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành vô hiệu, quả sâu bệnh để cây tập trung nuôi quả. Còn với cỏ trong vườn, anh Đông lựa chọn phương pháp thủ công là sử dụng tay nhổ hoặc dùng máy cắt cỏ. Việc làm này có tác dụng làm đất tơi xốp do các vi sinh vật có ích trong đất tồn tại, đồng thời lại bảo vệ thiên địch có lợi trong vườn.